bus. Wow! Một thị trấn đồ chơi siêu to khổng lồ. Ô tô đang đi nhanh trên kia. Còn cả tàu hỏa nữa. Tàu đang đi qua đường hầm đấy. Sao ở đây chỉ có mỗi hai cái ô tô nhỉ? Chúng ta hãy mở những quả trứng thần kỳ để có thêm nhiều ô tô đi. Đây có năm quả trứng thần kỳ đang xoay rất vui bạn ơi. Nào mở ngay ra. Thật là thú vị.